Nhưng mà sao tình chúng ta bây giờ chưa hết. Hello anh em, chào mừng anh em đã quay lại với channel của mình lần nữa. Lên chút này có một mới học tập là một tập về ông Bể nha. Xung quanh đây là tóc này. Rồi, nói chung là hôm nay là mình có in một cái bán, như đây là cái gì con này? Bánh bánh rôn. À, bánh rôn, cái bán là anh mừng kênh YouTube của mình đã trở về các bạn. Mình cũng làm con heo nhưng mà mình không có kịp là quay cứu là con heo, nhưng mình làm món ở đây à, nên món này như là anh chắc liều lê luôn. Một con heo 80 kg. Bây giờ con đó hai con kìa, một con kìa 5 kg. Như là thấy anh đúng không? Còn nhiều đây chỗ một chiều một chiều một chiều một đang đang sáng vậy. Đói bụng tôi muốn tôi chạy tay xin nói cho mọi người giữ em nha các bạn, có sự có mạch muốn nhăn nhéo nhau nhăn nhăn của em rồi hồi trong cái người lắm bây giờ nói ra tỏ điều gái với các bạn điều điều phải gái luôn. Chị là bồ của Quyền các bạn. À, ra chị không? Ra chị rồi, này chắc. Ra chị Quyền không? Cô đẹp. Không, không biết. Cái chị không kết. Cái chị hai các bạn, vợ anh hai rồi đó. Vợ mình đang phải sửa cho con ở trong đó rồi ra xem. Đây cho con Búc, chúc là tao chào anh. Còn của mình tiếp lấy thì hiện tại đang bị sốt đâu. Nên là không ra được, mình có gọi đồ anh vào trong đó. Mình chiếm cái này về đúng không? Mình chiếm cái này về không máu về rồi đó. Tao nó mất mở lại cam nó mặc. Đó là quay phim bất tử, Búc kiểu đó. Sao có bình luận gì nữa không? Mà ở đồ đồ ăn nhiều quá rồi hiếm á. Tất cả. Lắc lắc. À rồi quay lại được. Quay muốn biết luôn nhá. Không biết không? Bây giờ ok các bạn. Ê ê ê, đó đụng quá mà. Đâu được rồi, nó từ từ hết đi, đỡ cho anh chia điều rồi lo anh. Được, đây món ăn mà mình đã chuẩn bị rồi. Hôm nay buổi tiệc hôm nay là mấy anh em mình ăn lúng bữa các bạn. Tao thì kêu mà. Có ghẹ sao nói cùng cùng đấy. Tao có đeo ghẹ không? Có đeo ghẹ không? Quán đây bò hả mày? Bò. Không, heo heo luôn, heo luôn. Heo 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 đồ bảo vô đồ quốc ơi quốc ơi chén đâu chén đâu chén này đâu xin thử cái bàn thử xin vô bụng mày ứng làm rất là mặn chứ không cái gì ngon dưới đây ừ người đánh nghe phải đâu thịt heo luôn á thịt heo nướng á chục ngon ngon miếng đồ ăn xin luôn miếng này chào Phúc heo chết rồi. Chết mình heo đằng nào cũng chết mày. Mày muốn ăn heo sống không? Con heo sống sắp bên. Tao này. Đây, ồ mà đây cô em mặc lờ các bạn. Em cái da. Tắt đồ bánh tay rồi ngon lành đúng không? Ừ. Cái da nó ngon vô. Rồi anh coi. Đây các bạn, nói chung là mời tất cả các anh em nha. Đủ là khá lâu rồi mình chưa ngồi chung với anh em. Ngày nào ngồi mình. Khá lâu rồi. Ờ anh em mình ăn lúng bữa nghe nào cũng ngầu bày mưa chưa bày mưa tính cớ cho con mà kiểu không có anh này anh thấy mơ nhiêu đồ anh ai đố hai nạp đúng không dư ạ dư ạ tưởng sao câu bò cho mày ừ anh này anh cơ những gì mà nói anh hai phải câu bò heo trời nói vậy đụng đụng tới bé bên kia con heo mới chết rồi nó cầm được là làm clip bữa nào hai trò tụi em làm clip anh hai đi đi ừ hai uống sao hai nói gì nói đây chúng mừng con của mình được cái gì đồ ơi xì luôn quá anh hai nói được anh hai lớn bây giờ mới nghe được câu nói hay thì nay uống bia uống rượu nước ngọt thì vẫn hay trong câu nói nha các bạn đây tiếp vô cho nay mày anh em mình lấy rồi à ôi đồ mẹ à chuột quá đẹp anh em. Thôi bây giờ đó mình để cái quay đó mình ăn nha các bạn. Sao thiết anh uống thấy vậy nhá no say rồi mình tao nghĩ lại có nữa là suy nghĩ đồ lại chứ mai chứ giờ có anh về đầu mai cho như hiện đó nữa. Mai nói mày phỉnh đỡ anh già chết đi vậy anh nói vậy nói vậy không biết đâu ba rồi nói vậy biết quá đúng rồi đây nè đẹp phải các bạn xì luôn bay em chụp luôn chụp hai ngủ rồi con nhà có đẹp tao quá trong mình tính gì dưới chân triệu sấp ấy mà sợ sụn lào người ta nhớ các bạn đục sau nay vẫn đông rồi
yêu làm gia đình luôn. Trời ơi, ra uống nước ngọt cho nguyên gia đình. Lên. Chị hay uống hợp anh nha. Thôi bây giờ mình sẽ dừng cái quay để mà review nha. Đây món anh thì mình giới thiệu cho các anh em biết hôm nay có gà này các bạn. Đó, mình có làm hai con gà, hai con vịt. Đây có gà. Vịt đâu, vịt đâu? Hử? Vịt đâu mà? Vịt anh sẽ hết rồi. Mới thì làm. Đây. Đây gà các bạn. Đưa đồ ăn vịt gà, gà vịt anh mỗi người mà không có 1 phút. Ờ, chuột lựa anh mỗi. Tôi ăn nước canh nữa. Có gói này nha các bạn. Gói bánh hỏi. Cháu lòng. Bạn Trí, đây là lòng heo nha các bạn. Anh ngất rồi đó, dễ lại lại hôm nay tôi đi đem đi tìm anh sáng. Cháu lòng bánh hỏi đúng không? Ờ, cháu lòng này đem bánh hỏi luôn. Ở đây có gì nữa đây? Ờ, gì? Thì quay hả? Chị quay. Đây là gì qua đây? Găm mi á. Mấy là mi. Thì quay. Heo kia. Lại nè, đang uống ở đây nè, bắp cải nè, quên gì vậy? Thú gì vậy? Thú. Hả? Xà lách. Thì heo sốt chở kìa hả? Ờ, xà lách có thịt heo. Trời ơi, có thịt heo. Ba. Nói vậy? Em mới hiểu sao cần ẩm thực anh nó không phát triển đâu hả? Trời ơi, trường nhóm nó đi gì dữ vậy? Trời ơi, trường nhóm anh ẩm thực nhiều nhiều bao rồi. Phá rồi. Phá nhóm nè, đi ngày phá nhỏ rồi. Thôi nói chung mình dùng nha các bạn. Đây mình dùng. Anh nhân, anh đúng nha em. Ăn là ăn là ốm rồi. Nhân mà tao nói nhân là đừng ăn cùng. Ok các bạn, nhiều bánh bèo ra nha các bạn. Nói chung là mấy anh em mình không biết sao mà mình tổ chức là trời mưa luôn. Hình như là tiền chuẩn bị gì hả mày? Đúng không? Mưa luôn rồi. Rồi vào đúng không? Đúng rồi. Cảm động á. Đúng rồi này, cứ mình làm ăn cái gì mà mưa là đổ tông nhèo vậy, mưa lại là mày khó. Đúng không? Đúng rồi. Vậy là đụng cái thằng lấy lại coi mà mưa là đổ chứ chuẩn bị mình lên. Lên như gì? Chen vô. Mưa đây mà đang mưa này các bạn, thấy không? Lên rồi. 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 Đây nên nói chung là những món ăn này là vợ mình nấu nha các bạn. Tay nghề rất là khéo léo luôn, mình tính mở quán là nghiệp mà lên nữa. Đâu gà vậy? Các bạn nhớ ủng hộ tại đường Ngô Gia Tận. Đây. Đây là món Nhật nước. Món gì đây? Facebook nó biết rồi. Nhật nước, cái món đó là nó bò nó đúng rồi, đúng từ sáng giờ bầm ra này, thịt heo mình bầm ra sau đó là mình vô mình rửa đít cho con sau đó mình ra mình nén. Thấy chưa? Anh nhìn hai chưa mùi anh tức. Ê, nó hình nhăn nó thèm nghe chị. Đang chị ước có buồn slip kìa. Chị gắn đầu lờ mà. Chị gắn đầu lờ mà nghĩ ra những cái đầu nói ra được. Chị nói tao ngu ra mày. Rồi mất dạy đĩa thôi hình lắm. Vì hôm nay cứ một bàn mà thôi gẹp thành gà mái bự hơn nữa. À, mình tới quay mình review mình ăn với anh em nha các bạn. Đây, em cũng chúc mừng kẻ team. Buồn quá con đã tổng như là con NVL team đã quay lại. Được, chẳng lẽ mình muốn đi luôn á. Chắc là đợt đây là giờ là đẹp kiểu sốp luôn ạ. Đẹp trai luôn á. Bởi vì con quay lại chào mua luôn là biết có nào là nhân đẹp trai hơn. Nhân đẹp trai giống mắt là cầm ranh nó đẹp ở trời luôn. Điền xào hay hỏng trước. Hầu nó nhỏ là đang hô mấy ông già cùm lần hoàng hoàng nó tiếp kiểu thâu cái gì luôn nhỏ là đi cùm thì nhỏ chưa đừng có đang mày dính tiền à đâu chào vô rồi cái gì luôn nhau đó là một người em một người cháu vô tôi này hai nước ngọt rồi hai đều luôn. Các bạn em hơi nó mới ở đập đá chạy vô mưa ướt nha các bạn. Em ơi nó mới tán chàng thằng dính rồi. Chàng nào vậy? Chàng tìm tiếng đó. Thằng tiếng nào? Nó vô rồi. À em này, sao biết. Vậy là bần tiếng hỏi nói bần lần sao không biết. Nói đụng rồi. Nói đụng rồi. Nó đang dính bắt cái cung á. Lên. Hả? Tán bị trang màu có anh hỏi cho em biết đi coi phim. Thế. Có phim gì? Có phim chích có phim anh bè rồi phải không? Trong khi đó thì gần. Đây biết rồi. Anh em dùng ơi. Người vô chúc mừng con ơi. Tại em có dùng sale, anh đâu chức đi sale lần nghề đấy. Nam. Welcome. Vui vui ơi. Bây giờ là em vô sale. Chúc mừng mở kẹp vàng. Chúc mừng anh Lon là lái được cái con. Bởi mấy con là mất em có thấy vui vui không? Thế đồ. Mấy tụi mày không trứng nhà mày. Ủa mẹ luôn. Tha ba đi về ghê. Rồi rồi rồi. Đồ vậy. Ly màu phải 100% mà nó đẹp đúng không? Rồi, ơi trời luôn. Nhưng mà không kỹ hơn bé. Ngon. Bé ở đây lạc
kia các bạn. Thôi rồi lên đi về nghe. Dạ. Yeah, đi ghé nghe. Dạ yeah, các bạn. Khi nào lên Đà Lạt nữa nha. Ok. Nó về nè. Vô. Đâu vô. Thiết. Đụng tiếng Yến màu kìa. Mày ồn ào vậy. Tụi bay không ghé thôi chứ. Dạ. Con nhớ luôn. Vô. 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 Em xem vô. Rồi anh em mình. Làm đi cho bác ba. Vô. Thằng cháu đều có nồi nha các bạn rồi. Ok 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 ai ok 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 ai cho ngọc ngà là người ta cách mà từng là một thời thiếu nữ trong buồn quê nghèo còn nhân cài hoa mái đầu dâm người bồi bàn em có thân thương xa bụi xa lý hương vươn vấn mái đành thềm lời phiêu du cố tìm một người thật lòng sâu trời mênh mông anh nhớ em. Ba thằng nào ở đây đi đâu tập nữa? Nào lên đi đâu tập nữa? Gần những bờ vai xưa sửa đầu mình hồi dặn cố trước lạnh lòng chẳng dừng giờ đừng đi đừng đi đừng đi vì câu hứa. Tên cách hòa tình dấu trăm năm người thường vẫn cách xa mình phiền mây. Ngày mai mình sẽ mất nhau thật rồi. Rồi cường của em nha, nghe cho các bạn. Đổ mất anh chặt ly giờ cường. Phút mới để không ai phải phiền lây đến ai. Phút này lên iPhone 13 rồi nha các bạn. Phút mấy. Đổ mấy lên iPhone 13 rồi các bạn. Đổ trước nát như mấy bụng của mày đây chứ. Anh vừa thành không cho. Hướng em lần này, những ơi phút này gì kể. Lại còn mơ mà làm cho phang hoang khu sử già. Kéo kê cây đá nó kiếm ngày hắn lôi hồ lên cuồng vui thâu đêm em biết đâu tương lai mơ tôi có nhiều bồng kia đưa biết em đi xa đời anh họ cho hết mà họ cầm. Tôi không nghe, tôi không thấy, tôi không tin những gì em đang lầm lừa dối. Tôi yêu em, tôi không muốn biết rằng tôi đang giận mất em. Sao tự mình lừa dối bản thân ở một tình yêu hôm nào? Để tự mình chìm đắm với những giấc cao đã ra tầm tay. Em đẹp lắm. Ngày dài không có em, một mình anh trong niềm cô đơn tối tăm. Thề luôn, nhiều khi mình đéo thể hiểu được, nhiều khi mình đéo thể hiểu được.